trường đại học IPU và trường đại học Nam Cần Thơ NCTU đã ký kết ghi nhớ hợp tác thúc đẩy học thuật và nghiên cứu. Nội dung hợp tác tập trung vào liên kết đào tạo các chương trình 2 cộng 2, tức là 2 năm đào tạo tại NCTU và 2 năm tại IPU trong các lĩnh vực kinh doanh, quản trị nhà hàng, khách sạn, công nghệ thông tin, logistics y khoa bán dẫn và các ngành liên quan khác liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ tại nctu các ngành y khoa điều dưỡng công nghệ thông tin công nghệ kỹ thuật ô tô kỹ thuật bán dẫn hoặc các ngành khác do trường đại học ipu cấp bằng công nhận bằng cấp và chứng chỉ do nctu cấp tạo điều kiện cho học viên của nctu được tiếp tục học lên các chương trình thạc sĩ tiến sĩ tại ipu hỗ trợ cấp học bổng các chương trình học bổng toàn phần bán phần dành cho sinh viên đã tốt nghiệp và cán bộ giảng viên của nctu nctu học nâng cao trình độ thạc sĩ tiến sĩ khuyến khích các sáng kiến nghiên cứu chung chuyển giao công nghệ các ấn phẩm học thuật và trao đổi tri thức trong các lĩnh vực công nghệ thông tin logistics y khoa và bán dẫn hỗ trợ các chương trình trao đổi giảng viên cử giảng viên của trường đại học ipu tham gia giảng dạy tại nctu